À, bờ dưới chạy. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của mình nha. Mình là Cu Đen đây. Hôm nay bị ốm mọi người ạ. Bị ốm cho nên là cái giọng của mình nó sẽ nói chuyện hơi kỳ. Nhưng mà hôm nay mình muốn thông báo cho mọi người là cái xe của mình nó lúp rồi. Thì cái chiếc nào lúp thì mọi người cũng biết rồi ha. Nói chung á là một con xe á, độ mà anh em lâu ngày em quá anh em không có đi á, thì nhớt nhau nó không có bơm lên đầu, thì nó sẽ có hiện trạng là nó kêu đầu. Thì cái xe 72 của mình bữa mình mới chạy thôi, nhưng mà nó kêu bữa rồi thì mình về mình cất, mình không có chạy nữa. Nói chung là hôm nay là mình muốn cho anh em nghe cái tiếng máy hiện tại của nó, cũng như là mình về bô zin móc rồi nha, không có chơi bô tăng nữa. Tại vì hiện tại là bô tăng nó khá là căng, trời nó gái. Nói chung là hiện tại là bô tăng chơi rất là căng, không có chơi được nữa đâu. Ở Sài Gòn á là bị bao bọc hết trơn luôn rồi. Có nghĩa là rất là nhiều chốt từ đây mà ra ngoài Đồng Nai nè, là mình nghe anh em mình nói là vài chốt lận, và từ đây lên Tây Ninh cũng vài chốt luôn. Nói chung là Sài Gòn là được bao bọc hết trơn rồi. Thế nên là anh em á ở Sài Gòn thời buổi hiện tại là hạn chế đi tour, hoặc là đi tour bằng những chiếc máy nhỏ, máy 2 van hoặc là 4 van thì ẹt 150 thì xuống bánh cũng bình thường à. Nhưng mà anh em đừng có làm máy hoặc là đổ bùm bùm nha. Ok, thì mình quay cho mọi người xem cái xe của mình nhé. Đây là nhà mình đang làm đường mọi người. Nhà mình đang làm cái đường, cái cống thoát nước á. Mẹ mình thì đi qua bên kia ngồi ha, mẹ mình tám bên kia kìa. Đủ rồi á, mẹ mình đi tám rồi. Và đây là cái xe hiện tại của mình. Thì nếu mà dành cho những anh em nào mà chưa biết, anh em thích chơi cái dòng này mà anh em thích nó sự nó êm á, tại vì cái bô này là mình cố tình mình móc nó la ấy mọi người, chứ thực sự là nếu mà anh em móc êm thì nó vẫn rất là êm thôi. Con này á là 54+4 đó, dành cho những em nào mà chưa biết thì 54+4 nó bền như thế nào, nó rất là bền, mình chạy cũng cả tháng hơn rồi đó, và lúc nào mình cũng chạy rất lai đó. Tại vì cái con này á chạy nó khá là phê, thì cái gia tốc của nó mình nghĩ là nó cỡ con 57 á, cỡ 57. Còn nếu mà so với cái hệ bô xăng lửa như Sachia bô xăng lửa này, Winner hoặc là Ek á, thì thực sự là nó không có cửa đâu. Tại vì mình chạy mấy con bô xăng lửa nhiều rồi, tại vì mình làm bô xăng lửa khá là nhiều luôn, và mình lên mình chạy cái con cao nhất của bô xăng lửa thì nếu mà bài cơ bản thì nó tầm 19-20 là mình thấy cao rồi đó. Thì tầm trung nó sẽ rơi là 17-18 ha. Ok, nhưng mà mình thấy nó không có lực, nó không có kiểu, nó không có đi như mấy con này đâu. Con này là full 54-4 nè, khá là êm lắm mọi người, không có kêu gì hết nè. Em ấy chỉ nghe tiếng kêu kim nó kêu thôi, chích 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 chích, nhưng mà nó rất là êm. Dành cho anh em nào mà thích đi cái dòng này nó êm lắm, thiệt, nó rất là êm. Để nó máy xíu nào. Cái ga nó cũng rất là lanh luôn á. Mẹ ơi. Thực sự là nếu mà mình so với mấy con này thì rất là dễ chơi luôn. Anh em chơi mấy cái bài này, thứ nhất là nó vừa rẻ tiền nè, nó vừa có độ bền nè, và nó vừa cái tốc độ nó vừa ổn định nữa. Nó không có quá mạnh nhưng mà nó không hẳn là yếu. Anh em chạy tour, chạy thành phố nó rất là nhẹ luôn, nó cực kỳ nhẹ. Còn đây là cái con mà mình nói nè, con này của mình thì hiện tại là nó muốn lúc rồi mọi người. Mình không biết tại sao nữa, nhưng mà mình nhận ra một điều là xe để trong nhà lâu ngày không đi nó cũng hư nó, chứ không phải là xe mà anh em để trong nhà mà anh em không đi là nó sẽ bền đâu nha, nó sẽ cũng sẽ hư nữa. Mình để con đó được khoảng là tới đây thời buổi hiện tại là mình để nó được đâu đó khoảng 10 tháng rồi nhỉ, 4 tháng 5 tháng gì đó, thì mình mới dắt ra mình chạy lại và mình về cho nó một cái bô zin rồi. Và đây là cái bô zin của nó nè mọi người, đây là cái bô zin ha. Bô zin thì cái lỗ bô nó có này thôi, đây là cái bô zin của nó, mình về zin rồi. Và để mình đề cho mọi người nghe nhé, nhớt á lâu ngày nó không bơm lên đầu á mọi người, thế nên nó sẽ gây ra hiện trạng là có thể lột cam, lột cò, nhẹ thì lột cò nhẹ thôi, nặng thì lột cam, thì trên đầu nó chỉ có cam cò xúc bắp vậy thôi à, chứ nó không có thêm cái gì nhiều đâu ha. Có thể ắc cò nè, rồi cam nè, bạc đặng cam nè ha. Kêu nhẹ, mình cảm giác nó kêu nhẹ nhưng mà mình không có thích. Thế nên là mình chắc là mai mốt gì đó mình rớt cái đầu ra mình kiểm tra mình bảo dưỡng lại ha. Chưa có canh xăng lại luôn á, mình đang đi bu tăng á nhưng mà mình chưa canh xăng lại luôn.
luôn này, nghe lại nó phê quá ha. Nhưng mà hôm nay á thì mình chỉ thông báo cho anh em vậy thôi. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ chạy qua thằng Thìn nha. Nếu mà anh em nào chưa biết thì đây là gương mặt của nó đây. Đó, Thìn Phạm. Mình chạy qua, mình coi lại cái xe của mình hiện tại là mình để bên đó cho nó làm. Tại vì anh em mà coi như là nếu mà ông cu nó làm thì mình ủng hộ nó, coi như là anh em mình ủng hộ lẫn nhau thôi. Mình qua mình cho nó làm cái cổ bô cu xì giúp mình ha. Xíu này mình sẽ lấy chiếc này chạy đi. Ok, bây giờ là mình cùng đi nhé mọi người nhé. Hello mọi người, thì hiện tại là mình đang đi qua nhà cu Thìn nha mọi người nha. Nói chung là đợt này á thì công an họ căng lắm. Đó thấy không? Nữa rồi đó. Đợt này công an căng lắm, thế nên là anh em đi xe cứ cẩn thận ha. Chứ bây giờ là thôi rồi. Đi mà đi xe độ là không có đi được đâu. Công an họ đứng ngày đêm luôn đó, họ đứng nhiều lắm. Chứ không có phải là giống như đợt trước là có chuyện gì họ mới đứng đâu. Còn bây giờ là có nhiều cái chốt á, mình nghe nói là những anh em nào mà ở Đồng Nai á là có những cái chốt mà họ đứng 24/24 luôn. Có nghĩa là đứng sáng đêm chiều tối luôn. Cái này á, hình như là mình nghe nói là của bộ vào á mọi người, của mấy chú cấp cao ngoài vô á, cho nên là anh em đi cứ cẩn thận nha, cứ tàn tàn mà đi thôi. Với lại đi đúng luật xíu, mấy cái xe độ cái đam mê thì anh em tạm thời cất nó ở nhà đi. Anh em đừng có lôi nó ra đường nữa. Tạm thời cất nó ở nhà để cho thời gian nó yên nắng một xíu. Anh em đừng có phá nữa ha. Có nhiều anh em mình thấy cũng khá là phá luôn đấy. Kiểu có nhiều anh em á chơi á nhưng mà không có để sân chơi cho anh em sau. Đó, ví dụ như là xe zin gắn bô tăng vô xong nẹt đùng 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 đùng. Rồi chỗ nào cũng nẹt hết. Rồi đi vào cây xăng Hàm Tân, rồi cây xăng 115 hay là gì đó là trước khi ra khỏi cây xăng á thì phải có một cái hiệu lệnh là nẹt. Nẹt âm sầm hết lên. Thì mình thấy là có nhiều anh em chơi xe khá là ý thức. Nhưng mà bù lại cũng có rất là nhiều anh em chơi xe nó không có ý thức. Thế nên là hiện tại là nó hơi căng nha mọi người nha. Anh em chơi xe cẩn thận. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chạy qua thằng cu Thìn. Đó, mình chạy qua cu Thìn là mình coi cái xe của mình hiện tại sao rồi. Tại cu Thìn nó làm bên bô. Thì mình chạy qua mình đưa cái xe cu xì của mình cho nó làm. Cho làm với cổ bô. Cu Thìn nó làm cổ bô khá là đẹp luôn. Mình nhìn mấy cổ bô của cu Thìn làm đẹp lắm. Thế là mình đưa cái xe của mình cho cô Thìn nó làm. Ok, thì tiểu sử của Thìn thì hồi xưa nó làm bên Thìn. Nó làm bên của tiểu sử của Thìn thì hồi xưa nó làm bên Thìn. Ủa gì kìa, tiểu sử của Thìn thì hồi xưa nó làm bên ông Bơ Family á. Nhưng mà sau này thì cứ cãi cái gì đó thì nó không làm nữa. Nó về làm riêng. Và bây giờ thì mình thấy nó chuyên làm về ô tô nhiều hơn là xe máy. Bô bóc này nó cũng làm. Và cái bô của nó móc khá là hay mọi người. Mình nghe khá là hay. Thì bây giờ là mình qua anh em xem cái tiệm của nó ha. Ok, không biết nó có nhà không, mình chưa gọi điện cho nó nữa, nhưng mà thôi cứ qua đi ha. Rồi, hello mọi người, thì hiện tại là mình đang có mặt tại chỗ cu Thìn nha. Rồi, hiện tại là mình đang có mặt tại chỗ cu Thìn nha mọi người. Nếu mà dành cho những em nào mà thích kiểu dạng giống như là Thái Lan á thì sẽ biết tới bạn Thìn ha. Thì đây là cái nơi mà bạn làm việc. Hơi bên này hơi ồn xíu, thế nên là mình đội cái mũ vô. Mình quay cho mọi người nó đỡ ồn ha. Đợt là mình cái tấm này mình rất là thích nè. Ủa nhưng mà sao che này rồi Thìn? Giờ chắc quá rồi, phải để máy đi thôi. Nhưng mà mọi người nhìn có biết cái tấm này mà. Không mà cái này nhìn mấy bạn này bạn vẽ nhìn đẹp nè. Cái tấm này nhìn giống nè. Tấm kia nhìn cũng đẹp. Thì hôm nay là mình qua cũng như là mình chơi với Thìn. Với lại mình coi cái xe của mình là làm chưa. Nhưng mà cô Thìn nó đang để bên kia tại nó đông xe quá, nó làm chưa có kịp cho mình ha. Thì ở đây khá là bụi, tại vì bên này là xưởng gỗ nè. Thì đây có một chiếc xe. Xe này xe nhiêu á Thìn? 7X á, là xe của nữ. Xe của nữ chạy hả? Xe nữ chạy kỹ. Xe nữ chạy kỹ hả? Mà chạy 7X. Còn xe nam chạy kỹ là chạy nhiêu nữa chạy? Nam giờ này nằm dưới hết rồi, giờ nữ người ta lên ngôi rồi. Ủa mà anh thấy xe thì nó có chiếc xe gì ta? Phu hả? Quay. Mà đâu rồi? Giấu rồi hả? Giấu rồi sợ lắm. Thiệt chứ. Cái xe này là xe thì nó làm cổ nha mọi người. Xe dòng chi tiết chạy cái lò xo xo màu hồng luôn à. Ha, hay ha. Đúng là nữ của nữ luôn. Xe này làm bộ tem lửa là chín luôn á. Đẹp chứ bộ. Cái này dọn tới ha. Phục là phục winner nè. Heo nè. Nói chung là xe này dọn tới á, hệ 7X. Cái này làm cổ á Thìn. Làm cổ. Làm cổ à? Em có cái mẫu cổ cho anh xem được không Thìn? Có mấy cái mẫu cổ á. Bên này cũng có mấy chiếc nè mọi người. Nói chung cô Thìn nó làm bô đó giờ rồi. Thì mình chưa quay cho anh em xem. Dạo này là hôm nay rảnh nè, treo đi quay cho anh em xem cái Thìn nó làm nè. Bên này có set bô inox khá là đẹp luôn.
Cái này dành cho quay rim nè. Đúng rồi, không, phu. Phu hả? Đúng rồi, quay rim nhỏ hơn. Quay rim nhỏ hơn hả? Đẹp. Cũng dưới đây. Đu. À, bờ dưới chạy. 40 hả? 42. 42. 42, 50, 60. Ờ. À, cái bộ cũng cho anh mượn chơi thì. À, cái bộ biết thì chơi. Nhưng mà cái này đẹp nè. Đường hàng đẹp chứ bộ. À, khá là ok. Nếu mà anh em cần làm bô thì anh em có thể qua đây làm ha. Cô thì nó làm cái giá cũng ổn áp á. Mà mình thấy cái chất lượng nó ok. Mỗi hàng nó đẹp. Thì cái xe này là xe hệ 7X nè. Đó. Còn bên này là có mấy cây bô. Đợt mình thấy có một cái cây bô LV á. Đẹp lắm. À, cái bô nào, cái bô nó khủng dữ thiệt. Khủng thịt chứ. Holy shit. Full LED. Full LED hả? Ủa, cái hệ này hệ bao nhiêu ta? 7X hả? Trời ơi là đất. Cái combo này, set bô này nhiêu thìn? Set này hơn 5 triệu. Hơn 5 triệu hả? Là cái bô không là 2 triệu mấy đúng không? Cái bô là 3 triệu mấy. À. Cái cổ là 2 triệu mấy. À. Má bự dữ vậy. Nè cổ nè, cổ full LED đó. Cái cổ này nó bằng bắp dế của mình luôn á mọi người. Ồ nó bự thiệt. 7X hả? Full LED 7X. Má khủng dữ trời. Bữa nào nổ máy cho anh qua chơi thử cho thìn. Ok, thì cái set này mình thấy khá là VIP nha mọi người. Đó. Chung là đợt này lần thì nó làm máy lớn khá là nhiều luôn. À quên, nó làm cái bô. Bô cho máy lớn khá là nhiều luôn. Mấy con này mình nghĩ là cũng tầm 5 mấy 60. 5 mấy đúng không? Vespa trái 8X. Đâu? Chưa grab rồi. Vespa hả? Đúng rồi. Vespa 2 thì á. À cái xe mà nhỏ tà đằng đó hả? Đúng rồi, chạy 8X. 8X? Đúng rồi. Đu. Cái cổ là cổ 42 nè. Thì nó cái gì nó cũng làm ở trên đó. Cái xe nào nó cũng làm ở trên đó. À. Em có đi bán không Thịnh? Trời ơi. Á à, khủng thịt. Lâu lâu qua nghịch nó khủng thịt. Đây là cái công trình đang gian dở của anh Tân Henny. Dễ hả? Anh Tân hả? Cái bô bằng cái nóc. Ủa cái bô nó bự vậy hả? Đúng rồi, kìa bô dính nó kìa. Ủa sao nó bự dữ hả? À, xe chiếc Taiga 400 á. Chiếc màu hồng á. Holy shit. Mẹ nó bự dữ vậy. Trời ơi trời. Kiểu như là mình đó giờ mình không có biết mấy cái này mọi người. Lần đầu tiên được chạm tay tới á. Thế nên là có nhiều cái nó bỡ ngỡ lắm. Thiệt luôn á. Nè cái bô LV. Mình đang cầm trên tay một cái iPhone 12 á mọi người. Cái này là gần 12 cũ hả? Đúng rồi. Trời ơi trời. Không mà nhìn nó đẹp lắm mọi người. Luxury. Đúng độc luôn. Chủ như là cái này chắc có mấy cái chứ nhiêu hả? Đúng rồi. Có mấy cái à. Khá là độc. Nếu mà anh em thích cái sự độc lạ thì em có thể liên hệ với Thìn hoặc là liên hệ với mình. Đó. Mình sẽ nhắn tin qua cho Thìn ha. Khá là đẹp luôn. Các em có nhiều khác lạ lắm. Sao giờ? Mua chiếc Mio có 3 triệu à. À. Mà sắc cái lon bô 10 mấy 20 triệu qua để em gắn lên xe này. Đây là lon Yoshimura Limited. Anh thấy cái lon Yoshi này mà có cái tem màu vàng ấy thì đừng có quẹt chúng nó nha. Sao giờ? Sao giờ? Ý là mình quẹt chúng nó mệt lắm. Nó bung vàng ra đúng không? Mấy cái tem mấy cái lon Yoshi mà có tem màu vàng là mấy cái lon đó là phiên bản giới hạn luôn đó. À. Đó giờ không có chơi không có biết luôn á. Hay giờ. Đằng sau nó sẽ có tem nè. Dành riêng cho dòng cúp 125. À. Đó. Ghê trời. Này như giá niêu đó tầm 2 triệu lò 2. 2 triệu. 2 mấy triệu á. 2 mấy triệu cái lon này hả? Còn giá cũ là mười mấy rồi. Cái này mình về mình bán lại được nhiêu ta? Chắc cũng tầm 10 triệu á ha. 10 triệu hơn 10 triệu. Ừ. Mà các con Neo của khác có 3 triệu rưỡi à. Vậy hả? Vậy xíu nữa là cái này là mình sẽ xin về nha thì. Không nói chứ chả nè. Cái này gắn cho anh em cúp với 67 rồi là hết nước chấm luôn. Ồ, đã. Có mấy chiếc 67 gắn lên nhìn form nhìn đẹp thịt. Đó thì mình thấy là thì nó khá là giỏi đó mọi người. Nó rất là giỏi ha. Tính ra là tụi nó thua tụi mình nhưng mà nó giỏi hơn mình nhiều. Không phải nên bỏ gì đâu. Tại vì mình thấy nó trước giờ rồi. Và đây là mình thấy cũng cổ cũng nhiều. Xích bô cũng nhiều. Nó làm cho xe hơi nhiều lắm. Mình thấy nó làm xe hơi không à. Em mượn này nha. Dạ. Này là inox hả ta? Hay là titan ta?
Đây là inox hả? Inoxy. Cái màu lên giống titan quá hả? Đây là tất cả các các idol nè. Đúng rồi. H2 nè, GDS nè. Mấy cái này là của xe hơi. Tất này của xe hơi. Thế đây là của bạn em bên Thái nè. Của bạn em bên Thái hả? Thế là giỏi chứ bộ, hay. Biết thiệt, mốt anh dán cái tên nữa. Đúng rồi, em chưa cho mọi người hết mà. Hay chứ bộ, giỏi. Cái xe là đã nghe là hôm nay mình qua cái xe của mình cơ, nhưng mà nó chưa làm xong. Với lại hình nó cool thì nó có một chiếc 65+4 mọi người. Chiếc full gì ta? Full 2 hả? Full 2 65+4 lên full Nep E luôn. Để mình đợi nó về rồi mình sẽ qua mình quay cho mọi người xem nha. Tại vì cơ bản ở đây là thì nó làm về chủ yếu là xe hơi là nhiều. Xe máy nó cũng làm á, nhưng mà anh em cái thời gian á thì có một mình cô Thìn làm thôi. Cho nên là làm nó hơi anh em cần thời gian ha. Còn xe hơi thì cô Thìn làm cũng nhiều ha. Thì hôm nay á là mình chạy qua đây chủ yếu là mình giới thiệu cho anh em xem là chỗ cô Thìn làm, cũng như là nếu mà anh em cần làm bô hay là gì đó thì anh em có thể liên hệ qua đây ha. Còn vài hôm thì mình sẽ chạy qua đây để mình quay cho anh em xem cái xe của mình cũng như là cái xe của ông cô Thìn. Ủa xe Thìn bây giờ về cô? Dạ. Xe bây giờ về? Cái xe của em á? Đợi làm tem chứ tầm 5-6 ngày vậy đó. Ủa tem lâu chứ hả? Tem lâu lắm, tem là nguyên tem lửa, tem ghép mà. À nó ghép hả? À tầm 5-6 ngày nữa thì mình sẽ quay cái xe của Thìn cũng như là chắc sắp tới thì để coi chuyến tour được không thì mình sẽ vác cái xe của mình đi ha. Rồi nếu mà mọi người cần thì mọi người có thể liên hệ ở đây hoặc là liên hệ qua Facebook cô Thìn ha. Ok. Thôi giờ chắc anh đi về quá. Dạ. Ừ. Dạ anh tối qua quay em bắt lại. Ờ tối anh chạy qua anh chơi. Tối qua quay mấy cái tập bô đồ em qua em lồng tiếng cái live tour nữa. À bữa giờ em đang bị hot cái mà lồng tiếng tập